Theo mọi người thì hiện tại ở cái độ tuổi của tụi mình thì những cái yếu tố nào là những yếu tố quan trọng? Đối với Thăng Bình thì là công việc và sự nghiệp là yếu tố mà nó quan trọng nhất. Con suy nghĩ kỹ lời ba nói đi. Con lớn rồi nên biết cái gì là quan trọng nhất của người đàn ông, sự nghiệp hay là đam mê. Nhưng mà theo như em á thì anh nên lựa chọn công việc kiến trúc sư của mình. Nghĩa là giữa hai cái, người ta nói là mình không thể nào đi hai chân trên hai chiếc thuyền được. Đến một lúc nào đó hai chiếc thuyền nó phải rẽ ra. Nếu mà mình đi hai chân như vậy thì sao? Rốt cuộc là mình sẽ bị té. Thì mình hãy dùng những minh chứng rất nhỏ để chứng minh cho họ biết là mình rất phù hợp với công việc này. Nhưng một điều quan trọng đó chính là dù ở bất cứ hoàn cảnh hay thử thách nào thì giữ vững phong thái tự tin và lịch lãm vẫn luôn là một cái yếu tố vô cùng quan trọng đối với một quý ông. Giống như một câu nói rất là nổi tiếng: Manners make the man.